Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của đồ sĩ hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo thun thể thao nha. Chúng ta sẽ có những chiếc áo thun cổ tròn này, cổ bẻ cũng có, và hầu hết đều là chất liệu thể thao nha mọi người. Tất cả thông tin, thông số của sản phẩm kèm với giá bán em sẽ ghi một cách cực kỳ chính xác và chi tiết bên phía trái của góc màn hình đây ạ. Số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi bên phía phải góc màn hình. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện, kết bạn Zalo, gửi cho em cái mã của sản phẩm. Bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày. Và một lưu ý cực kỳ quan trọng giúp em nha. Tất cả sản phẩm của bên em ngày hôm nay đều được miễn ship toàn quốc nha mọi người. Khi mọi người nhận hàng thì vẫn được mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em trước khi mình thanh toán nha. Và tất cả những cái mặt hàng bên em đều cam kết, đều bao chính hãng cho mọi người luôn. Rồi, em vào mã đầu tiên này. Mã đầu tiên thì em sẽ bắt đầu bằng mã F này. Chúng ta có mã F500. F500 thì em có một sản phẩm áo thun thể thao của thương hiệu Adidas. Chúng ta có một cái logo của Adidas ở trước ngực đây ạ. Đây là tem chính hãng của Adidas. Tem trên, tem dưới, mã code đầy đủ nha mọi người. Mã code đầy đủ ạ. Con này trên thông số nó để size M thôi nha. Con này tầm size M ạ. Dài 65, ngang 50, vai 45 này. Con này tương ứng với size M thôi. Con này chất thể thao nha. Phối màu đen với một cái sọc trắng ở làm điểm nhấn ở đây. Nó thiết kế đơn giản thôi. Nhưng mà cái chất thun thể thao của thằng Nike và Adidas thì nó cực kỳ chất lượng rồi. Điều đó là không thể bàn cãi rồi ạ. Tiếp theo, em có mã F501. Em có một sản phẩm áo thun cũng chất thể thao của thằng Adidas luôn. Con này phối đen và trắng. Nó phối đơn giản thôi nhưng mà là rất đẹp nha. Con này độ mới cao, con này chất thun thể thao khá là dày nha. Con này chất khá dày. Chúng ta có một cái logo của Adidas ở đây. Tem trên của Adidas. Dòng này là dòng Climalite. Tem code đầy đủ ạ. Con này độ mới cao, chất thun rất là dày dặn nha. Thun thể thao cực kỳ dày dặn. Nhưng nó dính một vết dơ ở đây nha. Nó dính một vết dơ nhẹ ở đây. Cái này thì em cam kết với mọi người, cái này tẩy, mọi người giặt bình thường, mọi người giặt bằng xà bông bình thường nó cũng sẽ ra nha. Thì em, nhưng mà em phải báo cho mọi người. Còn nếu nó dính một chút dơ như thế này thì em cũng sẽ để cái giá nó thấp nha. Nó giống như một cái giá sale luôn. Mà con này độ mới cao, nó chỉ dính một cái vết dơ ở đây và cái vết dơ này mọi người có thể tự xử lý được nha. Mã F501 dài 70 ngang 55, con này tương ứng với size L, dài 70 ngang 55. Tiếp theo mã F502, em có một sản phẩm áo thun thể thao này. Mọi người nhìn cái chất thể thao nó cực kỳ xịn sò luôn. Nó rất là mịn và mềm nha. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Under Armour. Đây, chúng ta có một cái logo của Under Armour ở đây. Em zoom cận cảnh cái độ mới của sản phẩm cho mọi người xem này. Cái chất thun thể thao này. Con này mọi người mặc chơi thể thao hoặc chỉ cần mặc ở nhà thôi là nó cũng rất đẹp rồi. Logo của Under Armour này. Bên này cũng được dập những cái logo cực kỳ đẹp này. Sản phẩm chính hãng Under Armour nha. Mã F502 dài 65 ngang 50 vai 45. Con này tương ứng với size M giúp em. Phối rất đẹp luôn. F503 tiếp tục. Em có một con thun thể thao và con này của thương hiệu Lotto nha. Lotto là một cái thương hiệu sản xuất đồ thời trang cực kỳ nổi tiếng của Ý nha. Con này phối màu đơn giản thôi, thế này thôi, nó có những cái họa tiết ở đây, được in cực kỳ sắc nét này. Chất thun thể thao độ mới cao giúp em. Con này phối cũng rất đẹp nha. Mọi người mặc chơi thể thao hoặc mặc đi chơi cũng rất là ok. Tem chính hãng của Lotto đây ạ. Này, ở dưới nó phối cái điểm nhấn là cái cờ của Ý. Rất là đẹp luôn. Nó không có quá kiểu màu mè và sặc sỡ. Nó phối đến cái mức độ đủ thôi. Nó làm cái áo nó nổi bật thôi. Là nó đã rất đẹp rồi. Phối rất đơn giản nha. Con này của Lotto chất thun thể thao độ mới cao. Tiếp theo, mã F504 thì em có một con áo thun thể thao của Adidas nha. Con này chất thun thể thao màu trắng, trắng sữa nha. Chất cực kỳ đẹp. Đây, nó in những cái logo của Adidas ở trên giữa ngực của áo đây. Con này rất đẹp nha. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp em, nó có bị lủng một lỗ nhỏ ở đây. Đó, nó nhủng lủng một cái lỗ nhỏ bằng cái que tăm. Cái này nhìn xa thì không thấy đâu, nhưng mà nhìn gần thì sẽ thấy. Con này em sẽ bán giá sale cho mọi người luôn. F504 dài 62 ngang 52 vai 50. Con này tương ứng với size S và size M này. Con này thì độ rộng ngang, độ ngang thì nó là ngang của size M, mà chiều dài thì nó là chiều dài của size S này. F505 thì em có sản phẩm của Adidas. Con này chất vô cùng dày dặn nha. Con này chất cực kỳ dày dặn luôn. Chất thun thể thao, co giãn nhẹ. Cái phối của nó cũng rất đẹp luôn. Cái cổ này em không biết nó là cái dòng gì, hình như là bóng bầu dục hay bóng chày gì ấy. Cái này không phải bóng chày. Nhưng mà nó là một cái form áo thể thao của một cái bộ môn thể thao nào đó nha. Mà em không có nhớ, chúng ta có cái logo của Adidas được thêu rất đẹp ở đây này. Này,
tem mác đầy đủ rồi. Con này chất rất dài nha. Đây, một cái tem của sản phẩm chính hãng ấy thì nó sẽ đẹp như này nha mọi người. Có tem này, mã code này, cúc phụ còn nguyên này. Con này rất đẹp nha. Con này siêu siêu đẹp luôn nha. Chất cực kỳ dày dặn. F505 dài 70 ngang 55. F506 thì em có một sản phẩm của thằng Le Coq Sportif. Con gà Pháp nha mọi người, con gà trống của Pháp đây. Con này thiết kế cũng cực kỳ đơn giản, không có cái gì nổi bật, không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ có một màu trơn thôi. Cái điểm nhấn của cái áo này thì nó có một cái logo của Le Coq ở đây thôi. Và cái chất liệu ấy thì nó mới xứng đáng nha mọi người. Cái chất liệu nó mới là cái để mình nhắc tới cái sản phẩm như thế này nha. Cái chất cực kỳ đẹp luôn. Nó là một cái thương hiệu cực kỳ lớn của thằng Pháp nha mọi người. Le Coq gà trống, rất nhiều khách hàng của bên em rất thích cái dòng sản phẩm này. F506 dài 65 ngang 48 vai 45, con này size M. F507 thì em có một sản phẩm của Puma, một con áo thun thể thao của Puma màu trắng, siêu trắng luôn. Chúng ta có cái logo của Puma được dập bằng cao su ở đây. Con này màu trắng nha. Bên tay nó phối mấy cái chữ của Nhật Bổn, Nhật gì đây em không rõ đây. Con này đẹp. Con này mọi người mặc ở nhà thì nó cũng rất là đẹp nha. Cái chất thể thao này mọi người nhìn này. Độ mới rất cao giúp em. F507 dài 65 ngang 48 vai 42, tương ứng với size M, size S mặc cũng được. Mấy cái dòng thể thao thì size S mặc cũng được nha, size S mặc size của M cũng được. Em có mã F508, một sản phẩm của thương hiệu Fila. Chúng ta cũng còn Fila chất thun thể thao nha. Con này chất cũng rất đẹp luôn, chất. Con này chất cũng khá dày dặn nha, con này cũng khá dày dặn nha. Logo của Fila được thêu bên này ạ. Con này màu xanh cũng rất đẹp này. Mọi người nhìn cái chất này. Rồi ơi, cái chất thể thao của mấy cái thương hiệu này thì không có gì để chê đâu nha. Một con Fila chính hãng ạ. F508 dài 65 ngang 50 vai 45. Một con áo thun chất thể thao của Fila này, à, chính hãng ạ. F509 em có một con Nike, một con Nike cũng chất thun thể thao. Con này phối màu đơn giản thôi. Này, có một cái logo của Nike được thêu nha. Tem chính hãng Nike này. Con này phối rất đơn giản thôi nha mọi người, nhưng mà cái chất nó rất là đẹp. Và cái logo của nó được thêu 100%. Những cái form như thế này mọi người mặc lên người thì nó mới đẹp nha. Mọi người mặc lên người thì nó ôm vào người cực kỳ đẹp luôn. Rồi, F509 dài 70 ngang 58 vai 50. Con này thì chiều dài của size L, mà chiều ngang thì lại của XL. Có nghĩa là cái sản phẩm này phù hợp với những người size L, nhưng mà chiều ngang của size XL nha. Anh nào bụng to thì có thể lấy cái sản phẩm này mặc sẽ rất là thoải mái luôn. F510 thì em có một sản phẩm của Nike. Con này màu xanh chuối, độ mới cực kỳ cao, chất liệu thun thể thao ạ. Con này đẹp nha. Logo được thêu 100%. Logo thêu đẹp chưa ạ? Tem chính hãng của Nike, độ mới thì rất cao nha. Độ mới rất cao giúp em. Tem chính hãng của Nike đấy ạ. Đó. Rất nhiều tem nha. Con này siêu đẹp luôn. Con này mọi người mặc chơi thể thao thì quá là ok rồi. Còn chờ đợi gì hơn nữa ạ? Đây ạ. F510, con này tự ứng với size L này, dài 70 ngang 55 vai 45. Rồi, em lên tiếp tục em lên thể thao cổ bẻ cho mọi người nha. F511 thì em có một sản phẩm chính hãng của Adidas. Con này cũng chất thun thể thao, mọi người nhìn nó hơi nhàu nha. Nhưng mà con này em cam kết với mọi người mới 95% luôn. Bởi vì có những con mà em mở kiện em chưa kịp xử lý đâu, nó hơi nhàu một tí thôi. Đây em zoom cận cảnh cái độ mới của áo cho mọi người xem nha. Không khác gì một cái áo mua ngoài hiệu về đâu ạ. Adidas F511 dài 70 ngang 50 vai 45. F511 con này tương ứng với size L, size L nhưng mà dành cho những anh mà có cái form nó hơi nhỏ nhỏ gọn gàng một chút nha. Còn anh nào bụng lớn đấy mặc chiếc này không có được đâu ạ. Anh nào phải có cái cơ thể nó gọn gàng một chút thì mặc cái mã này giúp em nha. Tiếp theo mã 512 thì em có một sản phẩm áo thun cổ bẻ chất thể thao của nhà Puma. Ta có một cái logo Puma ở đây và hai logo Puma ở hai bên vai này. Đó. Con này thiết kế nó cũng đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Cái chất thun thể thao cực kỳ cao cấp luôn. F512 dài 70 ngang 55 vai 45. F512, con này phối màu đẹp, độ mới thì hoàn hảo luôn nha mọi người. Đây. Một cái sản phẩm tuyển của bên em thì nó phải như thế này ạ. F513 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Decente. Cũng chất thun thể thao, phối màu rất đẹp nha. Phối màu siêu đẹp luôn. Con này mọi người mặc đi chơi cũng được, đi tiệc nó cũng được luôn.
màu xanh ngọc đẹp chưa ạ? Con này mã gì ta? F513 dài 75 ngang 56 vai 47. Con này thì tầm size L và XL này. Con này phải trên 75kg mặc giúp em, từ 75 cho tới 80kg nha. Logo của Decente trước ngực này. Con này độ mới cao, chất thể thao cực kỳ cao cấp, co giãn nhẹ này. Cái chất này mọi người mặc lên người nó sướng lắm nha. Tiếp theo F514 thì em có sản phẩm áo thun cổ bẻ chất thể thao của thương hiệu Puma. Con này trên thông số để size XL, nhưng mà thực ra con này size L mặc là vừa rồi ạ. F514 dài 70 ngang 55 vai 45. Chúng ta có một cái logo của Puma được thêm ở đây này. Và cái cúc của nó làm cũng rất là đẹp này. Được dập logo của tên của thương hiệu luôn. Logo thêu này, độ mới cao nha, độ mới trên 95% giúp em. Không khác gì một chiếc áo mọi người mua ngoài hãng đâu ạ. Logo ở phía sau cũng được thêu 100%. Con này tương ứng với size L thôi ạ. Dài 70 ngang 55 vai 45. F514 siêu đẹp nha, một con Puma siêu đẹp. F515 thì em có sản phẩm của thương hiệu Fila, và dòng này là dòng Fila Golf. Có nghĩa là cái áo này mặc để chơi bộ môn thể thao golf ạ. Đánh golf đấy ạ. Đây, chúng ta có một cái logo của Fila Golf ở đây. Con này độ mới cũng rất cao, chất liệu thun thể thao. Siêu đẹp luôn nha mọi người, siêu mới luôn. Con này nó cũng dính một hai cái vết bẩn rất là nhỏ thôi. Đây. Đó, nó siêu nhỏ như thế này thôi. Có dính một hai vết thôi, nhưng mà những cái này thì mọi người nó không tính là lỗi nha, không tính là lỗi được đâu ạ. Bởi vì cái này mọi người có thể tự xử lý một cách cực kỳ đơn giản, nhưng em phải báo. Nhưng mà cái độ con áo này độ mới nó 99% nha, 99% luôn. F515 dài 65 ngang 48 vai 42, con này tương ứng với size M. Size S mà hơi rộng, size M mặc thì đẹp nha. Tiếp theo, em có một con của thương hiệu Pat F516, con này mới 99% luôn. Đây, anh nào đang mấy hôm trước hỏi em săn cái thương hiệu này thì lấy nha. Bởi vì lâu lâu nó mới về được một con thôi, nó không có nhiều đâu. Cái logo được thêu ở đây này, con này mới 99% luôn. Con này cũng hơi nhàu, con này cũng mới mở kiện ra nha mọi người. Đây, em zoom cận cảnh cho mọi người xem cái độ mới của áo này. Con này mới khui kiện, hơi nhàu nha mọi người. Nhưng con này mới 99%. Đây, mọi người nhìn nó phối đẹp chưa này. Hai cái dải màu hai bên này làm điểm nhấn cho áo ạ. Con này có túi trước ngực, độ mới hoàn hảo luôn nha. Con này siêu phẩm đấy ạ. Con này siêu phẩm. Bởi vì nó không có gì để chê hết ạ. F516 dài 70 ngang 50 vai 45 này. Con này tương ứng với size L giúp em. Chất thun thể thao cực kỳ cao cấp. Mọi người muốn biết cái giá trị của sản phẩm, ví dụ một con áo này nó bán, nếu mà mọi người mua mới thì giá tầm bao nhiêu, thì mọi người cứ lên Google ấn vào chữ PAT này. Đấy. Mọi người ấn OK phát là mọi người sẽ biết giá một cái con này, nếu mọi người mua mới thì mọi người phải bỏ ra bao nhiêu tiền nhá. F517 dài 68 ngang 50 vai 42, con này tương ứng với size ML thôi. Con này tương ứng với size M nha. Bởi vì L thì mặc nó hơi nhỏ. F517 dài 68 ngang 50 vai 42, con này là một sản phẩm của thương hiệu Louis Castel. Này, logo của Louis ở đây này. Thêu 100% nha. Con này cũng cực kỳ mới luôn, chúng ta có cái logo của Louis ở đây này. Con này cực kỳ mới nha mọi người. Chất thun thể thao này. Tem chính hãng của Louis đây ạ. Tem mạc cúc phụ còn nguyên này. Đây, mọi người nhìn giúp em cái cổ áo để mọi người biết cái độ mới đúng không ạ? Con này siêu đẹp, từ những cái chi tiết nhỏ nhất này, trên cái cúc nó làm này. Siêu sang, con này mặc lên người thì rất là sang này. F517 dài 68 ngang 50 vai 42 ạ. F518 thì em có một sản phẩm áo thun thể thao, chất thể thao của thương hiệu New Balance. Đây, chúng ta có một cái logo chữ N của New Balance đây ạ. Đây, tem chính hãng của New Balance. Và phía bên tay chúng ta có một cái dòng chữ của New Balance được in cực kỳ đẹp ở đây. Đó, con này nó phối đơn giản, nhưng mọi người mặc lên người thì nó sẽ rất sang nha. F518 dài 70 ngang 62, con này tương ứng với size L, chiều dài của size L nhưng mà chiều ngang lại của size XL. Nên anh nào mà có cái size L mà bụng to thì có thể lấy cái size này, có thể lấy cái sản phẩm này nha. Đẹp. F519 thì em có một sản phẩm áo thun thể thao, con này kiểu áo giữ nhiệt này, hoặc mọi người có thể mặc buổi sáng, mọi người chơi thể thao cũng rất đẹp luôn. Của thương hiệu Under Armour. F519 là sản phẩm của thương hiệu Under Armour, chúng ta có logo của Under Armour đây này. Tem dưới của Under Armour này, mã code còn nguyên giúp em nha. Đây, một cái logo của Under Armour được dọc cực kỳ đẹp ở bên phía tay này. Con này độ mới cũng rất cao, chất thun thể thao không có gì để chê đâu ạ. Và con này em sẽ bán với mức giá cực kỳ rẻ luôn.
F519 dài 65 ngang 48, con này tương ứng với size M giúp em. Phía sau cũng có một cái logo của Under Armour này. Tiếp tục F520, em có một sản phẩm áo cũng chất thể thao, cũng chất thun thể thao của thương hiệu Nike. Con này phối màu xám nhưng mà con này chất nó khá là đặc biệt nha. Đây, mọi người phía nhìn phía trong nó làm này. Con này thiết kế cái chất liệu nó đặc biệt lắm ạ. Một cái logo của Nike ở đây. Dòng dry fit nha. Con này tem dưới thì bị cắt mất rồi. Dòng dry fit ạ. Con này cũng rất đẹp nha. Này, phía sau nó phối những cái giải mà chạy dọc như này rất là đẹp. Con này cũng siêu mới luôn. F520 dài 60 ngang 52, con này tương ứng với size M. F521 thì em có sản phẩm của thương hiệu New Balance. Con này một màu đen như thế này thôi. Một con áo cốt tông thể thao, con này chất hơi mỏng nha. Con này chất hơi mỏng một chút, con này mọi người mặc ở phía bên trong để giữ nhiệt cũng rất là ok. Và nó là hàng của New Balance. Một màu đen thui thôi. Tem dưới của New Balance đây ạ. Con này một màu đen thui. Mọi người mặc chơi thể thao, mặc chạy bộ đạp xe rất là ok. Con này một sản phẩm của New Balance. Dài 65 ngang 45, con này tương ứng với size M ạ. Tiếp theo F522, em tiếp tục có một sản phẩm áo dài tay chất thun thể thao của thương hiệu Nike. Đây, logo của Nike được thêu này, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Con này trên thông số để size XL ạ. Dài 70 ngang 50, con này tầm size L mặc được rồi. Con này các anh từ 70 cho tới 75 kg mặc cho em là được rồi. Là rất là đẹp nha. 70 cho tới 75 kg. Bởi vì áo thể thao thì mọi người nên mặc nó rộng hơn một chút thì nó sẽ thoải mái và nó đẹp. Còn có những cái dòng áo thể thao mà nó mặc kiểu body thì mình không nói. Nhưng mà thường thì áo thể thao thì em sẽ mặc lên một size cho nó thoải mái. F522 dài 70 ngang 50. Một con áo dài tay của Nike. Sản phẩm rất đẹp nha, F522. F523 thì em có một con dài tay cũng chất thun thể thao của thương hiệu Adidas, con này phối màu xanh trắng đơn giản như thế này thôi. Mặc chơi thể thao hay mặc đi chơi cũng rất là ok. Chúng ta có cái logo của Adidas cực kỳ đẹp được thêu phía tay này, ba sọc. Đó. Hai bên là thêu logo của Adidas hết này. Màu xanh trắng đơn giản như thế này thôi. Con này trên thông số để size L, dài 70 ngang 52, F523, dài 70 ngang 52 size L. Đẹp. Khá là đẹp nhỉ. Cái tay nó làm bò tay cũng rất là đẹp luôn. Mấy cái dòng này thì bên thằng Adidas nó không còn sản xuất nữa rồi nha mọi người. Những cái form áo và những màu sắc như thế này Adidas nó đã không sản xuất nữa rồi ạ. Logo thêu 100% ạ. Cuối cùng. Con này mã bao nhiêu rồi? F523 này. F524 mã cuối cùng, em có một con áo thun thể thao. Con này áo chất cốt tông 100% này. Không, con này áo nỉ chất cốt tông 100%. Một cái logo của Nike và một đôi giày Air Max được in ở trước ngực này. Con này màu đen, có mũ này. Con này em sẽ bán với giá sale nha. Dài 70 ngang 57 tương ứng với size L. Con này em sẽ bán với giá sale bởi vì cái độ mới của nó chỉ được 85%. Vậy tổng thể cái form của áo, cái chất liệu của áo vải nó không bị xù. Form dáng nó không có bị xuống form, nhưng cái vấn đề màu đen thì nó rất dễ bị xuống màu. Và màu con này hơi bị xuống một chút thôi. Nhưng mà em cũng chỉ cho nó được 8,5 điểm thôi. Và em sẽ bán với giá sale nha mọi người. Mã cuối cùng. Rồi, em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình.